Đại diện tổng thầu EPC là tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đã đưa ra 4 giải pháp cụ thể. Thứ nhất, về vấn đề an toàn, tổng thầu cho biết sẽ thành lập tổ chuyên gia giám sát an toàn kỹ thuật riêng cho dự án, đưa dự án này trực thuộc tập đoàn Cục 6 quản lý để sự cố xảy ra trong thời gian qua. Tổng thầu sẽ thay giám đốc quản lý dự án, cắt cử giám đốc dự án đủ năng lực và kinh nghiệm sang Việt Nam làm tổng chỉ huy. Thứ hai, về giải pháp kỹ thuật, tổng thầu sẽ kiểm tra lại dự án với quy mô lớn trên toàn tuyến, thẩm tra lại toàn bộ phương án thi công, an toàn lao động và tính toán lại tất cả các chỉ số an toàn. Tổng thầu cam kết bất kỳ hạng mục thi công nào không đảm bảo an toàn sẽ cho dừng thi công ngay. Thứ ba là nhà thầu phụ, tổng thầu sẽ đào tạo và kiểm tra lại tư cách nhà thầu phụ theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, cùng với Bộ Giao thông Vận tải tuyển chọn các nhà thầu phụ đủ năng lực để đảm nhận dự án. Thứ tư, về tiến độ, tổng thầu EPC sẽ đưa đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có tay nghề cao trực tiếp tham gia thi công dự án. Chúng tôi sẽ đưa 2 đến 3 chuyên gia trực tiếp sang làm đường dây, từ 6 đến 7 người phụ trách thi công nhà ga, 4 chuyên gia thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn thi công, 4 chuyên gia quản lý kỹ thuật dự án và các chuyên gia đảm nhận các hạng mục vật tư, thiết bị để đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng của dự án. Để đạt được tiến độ theo đúng yêu cầu của lãnh đạo bộ, tổng thầu sẽ lập tiến độ cụ thể theo từng các mũi thi công. Ngoài biện pháp giám sát thi công tại hiện trường, tổng thầu sẽ thường xuyên báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, chủ đầu tư về tiến độ dự án để cùng phối hợp thực hiện. Nếu cần thiết, tổng thầu sẽ cắt cử đội ngũ đủ năng lực từ Bắc Kinh sang Việt Nam thực hiện. Với giải pháp này, chúng tôi cam kết không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án. Với các giải pháp mà tổng thầu EPC đưa ra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổng thầu phải làm bằng văn bản báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời phải thực hiện đúng như cam kết. Bộ sẽ kiểm tra tất cả các phương án mà tổng thầu đưa ra. Đơn vị như vậy là trực tiếp mà tham gia cái lão lắp dầm ấy chứ chia cho ủy cha lén được cùng chỗ thì cái này yêu cầu tổng thầu làm 100%. Chế gợi của yêu chứng chủng bao sang yêu cầu tổng thầu phải làm. Bởi vì cái này nó liên quan đến vấn đề chất lượng, vấn đề an toàn rất lớn. An toàn thì khẩn trương yêu. Tổng thầu phải trực tiếp làm. Chứ chủng bao sang yêu chứ chia chỗ. Đấy. Còn bây giờ nếu như mà tổng thầu mà yêu cầu một cái đơn vị tàu phù nào ấy thì coi như là ban quản lý dự án phải kiểm tra lại cái đó và được bộ chấp thuận mới được làm. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu ngay trong tuần này, tổng thầu phải tiến hành kiểm tra lại năng lực của tất cả các nhà thầu phụ thi công từng hạng mục, nếu không đạt phải thay thế ngay.